Nội dung thứ nhất là thầy hướng dẫn các bạn về phần lý thuyết để các bạn hiểu được số phức là gì. Và phần nội dung thứ hai là chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập trên tập số phức. Lưu ý với tất cả các bạn là số phức các bạn có thể bấm máy tính để thực hiện phép tính. Nhưng ở đây thầy yêu cầu các bạn tính bằng tay với tác dụng là các bạn thành thạo các phép tính này. Đấy, phải nói rất rõ các bạn như vậy nhé. Các bạn thực hiện bằng tay. Rồi chúng ta đi vào cái nội dung của bài học. Các bạn ghi cho thầy số phức. Phần thứ nhất chúng ta ghi là số y. Số y. À, số y người ta gọi là số y này này, người ta gọi là đơn vị ảo. Các bạn nhé, gọi là đơn vị ảo. Và y bình phương sẽ bằng âm 1. Phần thứ hai, chúng ta nói về dạng đại số của số phức. Dạng đại số. Thì thầy cũng giải thích thêm tại sao lại gọi là dạng đại số. Vì nó có hai dạng khác, đó là dạng lượng giác. Và cực. Đấy, lý do vì sao chúng ta phải phân biệt rõ là dạng đại số của số phức. Dạng lượng giác thầy sẽ trình bày với các bạn trong cái buổi học hôm sau. Đó là số phức Z có dạng là A cộng BI. Được gọi là số phức dưới dạng đại số. Trong đó A được gọi là phần thực. Chúng ta còn viết là RE của Z bằng A, tức là phần thực của số phức Z bằng A. B được gọi là phần ảo. Chúng ta còn viết là IM của Z bằng B. A và B là những số thực thuộc vào R. A và B là những số thực. Y được gọi là đơn vị ảo, như chúng ta vừa định nghĩa ở phía trên. Và Y bình phương bằng âm 1, các bạn nhớ điều này nhé. Tập hợp các số phức. Tập hợp các số phức, chúng ta ký hiệu là C. C có gạch ở giữa nhé các bạn. Rồi, chúng ta lấy ví dụ này. Số phức Z bằng 2 cộng 3i. Thì phần thực của nó bằng 2. Phần ảo của nó là bằng 3. Đấy, nếu Z mà bằng 1 trừ 2i thì phần thực của nó là 1. Phần ảo của nó là âm 3, âm 2. Đấy, các bạn chú ý cách tìm phần thực và phần ảo. Phần thứ ba là hai số phức bằng nhau. Ở đây chúng ta phải nhấn mạnh là chúng ta không so sánh thứ tự. Không so sánh thứ tự của hai số phức. Tức là nó không có khái niệm là số phức này lớn hơn số phức kia hoặc số phức này nhỏ hơn số phức kia, mà người ta chỉ có một phép so sánh, đó là so sánh hai số phức bằng nhau.
Thầy giải thích như thế là vì trong tập số thực thì các bạn biết là số 3 lớn hơn số 2. Như vậy đây gọi là so sánh về mặt thứ tự. Nhưng ở trong số phức không có sự so sánh về thứ tự. Các bạn nhớ nhé. Rồi thầy gọi số phức Z1 là A1 cộng B1Y. Số phức Z2 bằng A2 cộng B2Y. Vậy thì Z1 bằng Z2 khi và chỉ khi phần thực bằng phần thực, phần ảo bằng phần ảo. Đây là một cái kết quả rất quan trọng mà các bạn cần nhớ, vì trong quá trình làm việc chúng ta sử dụng kết quả này rất là nhiều. Chúng ta đọc là phần thực bằng phần thực, phần ảo bằng phần ảo. Phần thứ tư đó là biểu diễn hình học của số phức Z. Biểu diễn hình học của số phức. Vì cái câu nói này đó là biểu diễn hình học của số phức, nên trong quá trình làm việc thì cái số phức này sẽ được xử lý bằng các yếu tố hình học rất là nhiều. Đấy, các bạn nhớ nhé. Được xử lý vào yếu tố hình học rất là nhiều. Chúng ta xét số phức có dạng là A cộng BI. Sau đó chúng ta xây dựng một cái hệ trục tọa độ. Rồi, đây là hệ trục tọa độ OXY. Thầy xét một điểm M có tọa độ là AB. Đây là điểm M có tọa độ là AB. Thì chúng ta nói rằng điểm M có tọa độ là AB là biểu diễn hình học của số phức Z có dạng đại số là A cộng BI. Có dạng đại số là A cộng BI. Ví dụ, số phức Z có dạng là 2 cộng 3Y sẽ được biểu diễn bởi điểm M có tọa độ là 2, 3. Vậy thì chúng ta sẽ giải thích được tại sao mà số phức không được so sánh về mặt thứ tự. Các bạn có thể thấy rằng mỗi một số phức sẽ được biểu diễn bởi một điểm M trong không gian, trong mặt phẳng. Đấy, mỗi một số phức sẽ được biểu diễn bởi điểm M trong mặt phẳng. Vậy là nếu chúng ta có nhiều số phức thì nó sẽ được biểu diễn bởi nhiều điểm M trong mặt phẳng như các bạn đang thấy. Và những cái điểm này thì chúng ta không thể so sánh thứ tự trước sau, so sánh thứ tự trên dưới được. Và đây cũng chính là lý do vì sao mà chúng ta không so sánh thứ tự của số phức các bạn nhé. Và ở một cái nghĩa nào đấy thì các cái số phức được biểu diễn dưới dạng hình học này nó phủ kín toàn bộ mặt phẳng. Đấy, nó phủ kín toàn bộ mặt phẳng. Phần thứ 5, mô đun của số phức. Mô đun của số phức. Thầy xét số phức Z có dạng là A cộng BI. Thì mô đun của số phức Z ký hiệu là như thế này. À, cái ký hiệu này chúng ta dùng rất nhiều lần rồi. Nếu nó dùng với một số thực, nếu nó dùng với một số thực thì nó được đọc là trị tuyệt đối. Nếu nó dùng với một tập hợp thì nó được đọc là lực lượng hoặc các phần tử, số phần tử. Nếu nó được dùng với một vector thì nó được đọc là độ dài. Và thời điểm này nó được dùng với một số phức thì nó được đọc là mô đun các bạn nhé, mô đun.
Vậy là tùy cái đối tượng nằm trong cái ký hiệu này mà chúng ta có phép đọc cho nó phù hợp. Module của số phức Z sẽ bằng A bình phương cộng B bình phương. Tức là bình phương của phần thực cộng với bình phương của phần ảo. Xét về mặt hình học, các bạn nhìn vào hình ở phía trên cho thầy. Thì module của Z chính là độ dài của đoạn OM. Đấy, module của số phức Z chính là độ dài của đoạn OM các bạn nhé, độ dài của đoạn OM. Phần thứ 6, số phức liên hợp. Số phức Z có dạng là A cộng BI. Nó sẽ được biểu diễn bởi điểm M có tọa độ là AB. Số phức liên hợp ký hiệu như thế này, đó là Z có gạch ngang ở trên đầu, là A trừ BI. Được biểu diễn bởi điểm M có tọa độ AB. A trừ B. Thầy viết như thế này để các bạn thấy được cái ý nghĩa hình học, tức là mối quan hệ giữa số phức và số phức liên hợp. Đây, điểm M biểu diễn số phức, biểu là biểu diễn hình học của số phức. Z bằng A cộng BI. Thì chúng ta dùng điểm M phẩy là biểu diễn hình học của số phức liên hợp A trừ BI. Quan sát trên hình vẽ, các bạn có thể thấy rằng điểm M và điểm M phẩy đối xứng nhau qua trục Ox. Vậy chúng ta có nhận xét là M phẩy và M đối xứng nhau qua trục Ox. Đấy. Đây là ý nghĩa hình học nói về mối quan hệ giữa số phức và số phức liên hợp. Các bạn phải nắm được ý nghĩa hình học để sau này chúng ta có thể biểu diễn hình học khi làm việc với số phức. Như vậy trên đây chúng ta có những cái mục làm việc với các khái niệm đầu tiên của số phức. Bây giờ chúng ta sẽ làm với các phép toán trên số phức. Các phép toán trên tập số phức. Đầu tiên thầy nói về phép cộng và phép trừ. Phép cộng. Số phức Z1 được biểu diễn đại số là A1 cộng B1i. Số phức Z2 được biểu diễn bởi điểm A2 cộng B2i. Khi đó, số phức Z1 cộng Z2 lấy phần thực cộng phần thực, lấy phần ảo cộng phần ảo. Ý nghĩa hình học là gì? Đây, chúng ta phải nhớ luôn ý nghĩa hình học giúp thầy nhé. Đây này các bạn này. Đây chính là số phức Z1 thì nó được biểu diễn bởi điểm M1. Có tọa độ A1, B1.
Số phức Z2 được biểu diễn bởi điểm M2 có tọa độ A2B2. Thì đây chính là điểm M1 này. Đây chính là điểm M2 này. Thì theo quy tắc hình bình hành, thì tổng của hai vector này các bạn này thì nó chính là vector ở giữa đây này. Đấy. Thì đây chính là điểm M các bạn nhé, đây chính là điểm M. Thầy sẽ gióng các cái tọa độ xuống để các bạn nhìn cho dễ hơn. Rồi đây là A1 này, đây là A2 này, đây là B1 này, đây là B2 này. Thì cái điểm M này gióng xuống ấy thì nó sẽ là như thế này. Đấy, các bạn chú ý nha. Cái điểm M này thì chính là A1 cộng A2, B1 cộng B2. Đấy. Vậy thầy đã biểu diễn hình học của phép tính cộng số phức. Đấy, cộng hai số phức. Thì cái tổng này nó sẽ được biểu diễn bởi điểm M có tọa độ là A1 cộng A2, B1 cộng B2. Trình bày như thế này để sau này khi chúng ta làm việc với các yếu tố hình học thì các bạn hiểu là tại sao thầy lại trình bày theo cái yếu tố hình học như vậy. Rồi, thầy nói về phần thứ hai, đó là phép trừ. Đây là số phức Z1 có tọa độ là A1 cộng B1i. Số phức Z2 là A2 cộng B2i. Bây giờ nếu chúng ta thực hiện phép trừ hai số phức thì quy tắc của nó là như thế này. Lấy phần thực trừ phần thực. Lấy phần ảo trừ phần ảo. Rồi, vậy thì ý nghĩa của cái phép trừ này nếu biểu diễn hình học đó là gì? Số phức Z1 thì thầy sẽ biểu diễn bởi cái điểm M1 nhé. Số phức Z2 thầy sẽ biểu diễn bởi điểm M2 nhé. Thì cái số phức này nó sẽ là cái vector màu tím này các bạn này. Đấy. Đây là điểm M1 này. Đây là điểm M2 này. Ở đây các bạn bổ sung thêm cho thầy chữ Y vào đây. Thế thì cái vector M2, M1 này. Đấy, cái vector màu tím này này sẽ có tọa độ là A1 trừ A2, B1 trừ B2. Đấy, vector M2, M1 sẽ có tọa độ là A1 trừ A2, B1 trừ B2. Rồi, đến phần thứ 3, chúng ta nói về phép nhân của hai vector. Phép nhân hai số phức. Chúng ta có Z1 tọa độ là có dạng đại số là A1 cộng B1i. Z2 có tọa độ là biểu diễn đại số là A2 cộng B2i.
Khi đó Z1 nhân Z2 được định nghĩa bởi biểu thức sau. AA1, A1A2 trừ B1B2 cộng với A1B2 cộng A2B1 nhân Y. Đây chính là công thức để chúng ta thực hiện phép nhân hai số phức. Hiểu nó như thế này. Các bạn lấy nhân theo chiều dọc trước này. Đầu tiên các bạn nhân theo chiều dọc này. Sau đó các bạn nhân theo đường chéo này. Đấy, các bạn nhìn thấy được không? Đấy, quy trình của nó là như vậy. Thế ở đây thì nó hơi phức tạp một chút, thì thầy lấy ví dụ để các bạn hình dung ra. Giả sử Z1 bằng 2 cộng 3Y, Z2 bằng 4 cộng 1Y, viết như thế này cho các bạn dễ nhìn. Khi đó Z1 nhân Z2, nếu các bạn nhớ được công thức thì nó sẽ là như thế này, nhân theo chiều dọc này, 8. Nhân theo chiều dọc này, 3 trừ 3 cộng với nhân theo đường chéo này, 2 nhân theo đường chéo này, 12 nhân Y, và rút gọn thì nó bằng là 5 cộng 14Y. Thì đây là phép nhân hai số phức. Thế ngoài cách nhân như thế này thì chúng ta có thể làm như sau. Đó là Z1 nhân Z2 sẽ bằng. Đây các bạn có thể sử dụng cách làm thứ hai như thế này. Các bạn viết ra này, 2 cộng 3Y nhân với 4 cộng Y. Khai triển ra giống như kiểu nhân các cái biểu thức đa thức ấy. Thì các bạn sẽ được là 8 cộng 2Y. Nhân cái số đầu này với hai số sau này. Nhân với số sau với hai thằng đằng sau này. 12y cộng 3y bình. Bây giờ thầy ghép số 8 này với số 3y bình. Với chú ý là y bình thay bằng âm 1. Các bạn nhé, thay bằng âm 1. Vậy chúng ta có điều gì ở đây? Đó là 8 trừ 3 còn 5. Ghép hai số này lại với nhau thì được là 14y. Về cách làm thì các bạn sẽ thấy cách làm số 2 nó gần gũi hơn với chúng ta vì nó giống như nhân đa thức. Nhưng về công thức thì cách làm số 1 mới là công thức chính xác của phép nhân. Đấy, các bạn lưu ý điều này. Ở phép nhân số phức này thì thầy cũng đưa ra cho các bạn một số nhận xét như sau. Các bạn chú ý cho thầy cái bảng này nhé. Nếu là y ấy, thì nó vẫn cứ là y. Nếu là y bình thì nó sẽ được chuyển thành là âm 1. Nếu là y mũ 3 các bạn này, thì tức là ở cái dòng trên này các bạn nhân thêm một y, thì ở dòng trên này cũng nhân thêm một y. Vậy nó thành là âm y. Bây giờ cả hai vế thầy lại tiếp tục nhân thêm một y nữa thì nó là y mũ 4. Thì chỗ này là âm y nhân với y thành là âm y bình, do đó nó bằng là 1. Các bạn nhìn thấy được chưa? Bằng là 1. Thế từ cái bảng này chúng ta mới tổng quát lên thì được cái kết quả như sau. Tổng quát lên đó là gì? Y mũ n thì tính như thế nào? Y mũ n thì tính như thế nào? Thì các bạn sẽ viết là y mũ, chúng ta lấy n chia cho 4. Đấy, các bạn nhìn này. Nếu chúng ta lấy n mà chia cho 4 thì sẽ được k. Được k này. Đấy, được thương là k. Được thương là k, và dư ra một lượng.
là R. Ví dụ 9 chia 4 được thương là 2 và dư 1. Các bạn nhìn được chưa? Đấy, được thương là 2 và dư 1. Thì thầy sẽ viết ở chỗ này là N bằng 4K cộng với R. Với R này là số dư các bạn nhé, là số dư khi chia cho 4. Và khi đấy nó sẽ bằng là bộ y mũ R. Y mũ R. Lưu ý điều gì là R này nó sẽ chạy từ 0 đến 3 thôi. Đấy, R nó chạy từ 0 đến 3 thôi các bạn. À, đây là một kết quả rất quan trọng để các bạn có thể thực hiện những cái phép tính toán khi mà số mũ của nó tương đối lớn. Thầy lấy ví dụ y mũ 23 thì thầy sẽ viết thành là y mũ 4 nhân 5 là 20 rồi cộng với 3, tức là lấy số 23 chia cho 4 thì được dư là 3. Vậy thằng này sẽ thành là y mũ 3. Theo cái bảng ở bên trái thì nó sẽ bằng là trừ y. Vậy là chúng ta đã biến đổi được là y mũ 23 bằng trừ y. Đấy, các bạn lưu ý cho thầy cái quá trình biến đổi này. Rồi, chúng ta tiếp tục các bạn nhé. Phần này là phần 3 rồi, phần thứ tư, phép chia số phức. Con để nhẹ đây cho bố. Rồi. Phép chia hai số phức. Dụ nói. Thì để thực hiện cái phép chia hai số phức này thì các bạn cần biết một cái kết quả như thế này, đó là Z1 chia Z2. Z1 chia Z2 này. Để chia hai số phức, chúng ta sẽ nhân với số phức liên hợp của mẫu. Vậy là sẽ bằng Z1 nhân với số phức liên hợp của mẫu. Đấy, chia cho này. Z1, Z2 nhân với Z2 ngang. Z2 nhân Z2 ngang. Rồi. Vậy là cái mấu chốt của phép chia hai số phức chính là nhân cả tử và mẫu với liên hợp của mẫu. Ở đây chúng ta lại chú ý cho thầy một điều như sau. Đó là nếu số phức Z2 có dạng là A cộng BI, thì số phức Z2 ngang sẽ có dạng là A trừ BI. Vậy chúng ta suy ra được những kết quả như sau. Kết quả thứ nhất, đó là mô đun của Z2 sẽ bằng căn bậc 2 của A bình cộng B bình. Kết quả thứ hai là Z2 nhân với Z2 ngang sẽ bằng A trừ BI nhân với A cộng BI. Áp dụng hàng đẳng thức thì nó sẽ ra được kết quả là A bình trừ B bình Y bình. Do cái thằng Y bình này bằng âm 1 nên nó sẽ bằng là A bình cộng B bình. Từ hai kết quả trên chúng ta suy ra là gì? Z2 nhân Z2 ngang sẽ bằng mô đun của Z2 bình phương. Đấy, các bạn có thể nhận ra điều đó bằng cách so sánh hai cái số này với nhau này. Đấy. Vậy thì thầy đưa kết quả này lên phía trên thì chúng ta sẽ được một công thức như sau. Đó là sẽ bằng Z1 nhân với liên hợp của mẫu chia cho mô đun của mẫu số bình phương.
chia cho mô đun của mẫu số bình phương. Và đây chính là công thức để chúng ta thực hiện phép chia hai số phức. Đây là công thức để chúng ta thực hiện phép chia hai số phức. Rồi, bây giờ chúng ta áp dụng điều đó như thế nào? Giả sử thầy cần phải thực hiện phép chia đó là 2 cộng 3y chia cho 1 cộng 2y. Thế nếu mà chúng ta sử dụng cái công thức thứ nhất, tức là nhân với liên hợp của mẫu, thì chúng ta chỉ suy nghĩ một cách rất đơn giản là nhân cả tử và mẫu với liên hợp của mẫu. Vậy tử số sẽ là 2 cộng 3y nhân với 1 cộng 2y chia cho 1, liên hợp của mẫu nó phải thành dấu trừ các bạn. 1 cộng 2y nhân với 1 trừ 2y. Bây giờ chúng ta khai triển ra thôi. Ở trên tử số thì các bạn khai triển ra theo kiểu dạng đa thức thì nó sẽ dễ nhớ. 2 trừ 4y cộng 3y trừ 6y bình. Ở dưới mẫu áp dụng hàng đẳng thức thì sẽ là 1 trừ 4y bình. Rút gọn thì nó bằng cái số âm 6y này này các bạn này, âm 6y bình này, thì y bình nó bằng âm 1, do đó nó thành dương 6. Dương 6 với số 2 ở đây thành dương 8. Trừ đi y chia cho mẫu số là 5. Tại sao lại như vậy? Vì cái thằng âm 4y bình này nó là số 4. Và chúng ta sẽ viết dưới dạng đại số là 8 phần 5 trừ đi 1 phần 5y. Câu hỏi đặt ra là tại sao phải viết dưới dạng đại số? Đó là sau này người ta sẽ hỏi là phần thực này, hỏi phần ảo này, hoặc hỏi những cái thông tin liên quan. Thì đây là cách nhân thứ nhất. Thầy nghĩ cách nhân này tương đối tốt. Còn cách nhân thứ hai, cách chia thứ hai thì các bạn có thể làm như sau. Đó là 2 cộng 3y chia cho 1 cộng 2y sẽ bằng lấy tử số nhân với liên hợp của mẫu. Các bạn nhìn công thức số 2 này, tử số nhân với liên hợp của mẫu chia cho mô đun bình phương của mẫu số. Vậy mô đun bình phương của mẫu số nó chính là số 5. Đấy, chúng ta thấy này, số 1 bình phương này cộng với số 2 bình phương này thì ra số 5. Đấy. Thế thì đến đây các bạn lại có thể tính toán tiếp được rồi, tương tự như ở trên. Vậy là cách tính thứ hai này nó rút gọn cho chúng ta cái việc tính toán cái mẫu số, nó nhanh hơn một chút thôi. Nhanh hơn một chút. Rồi, phần thứ 5. Đó là phương trình bậc 2 với hệ số thực. Chúng ta xét trường hợp tổng quát như sau. AX bình phương cộng với BX cộng C bằng 0 với A khác 0. Chúng ta xét delta có dạng là B bình trừ 4AC. Nếu ở lớp 9
Và đến lớp 10, lớp 11 ấy, thì chúng ta đã nhớ rồi. Đó là delta lớn hơn 0 thì có hai nghiệm, delta bằng 0 thì có nghiệm kép, delta nhỏ hơn 0 thì vô nghiệm. Nhưng đến lớp 12 nó sẽ thay đổi như thế này. Các bạn bắt đầu nhìn nhé. Trường hợp thứ nhất là delta lớn hơn 0. Thì phương trình sẽ có hai nghiệm là x1 bằng trừ b trừ căn delta chia cho 4a. Và x2 sẽ bằng trừ b cộng căn delta chia cho 4a. Công thức này không có gì quá đặc biệt, chúng ta biết nó rồi đúng không? Trường hợp thứ hai đó là nếu delta bằng 0 thì phương trình có nghiệm kép là x bằng trừ b trên 2a. Nghiệm kép các bạn nhé. Trường hợp thứ ba bắt đầu từ lớp 12 nó sẽ được sử dụng khi chúng ta làm việc trên tập số phức. Phải nhấn mạnh là làm việc trên tập số phức. Và khi người ta muốn làm việc trên tập số phức thì người ta sẽ nói là hãy làm bài toán này trên tập số phức. Còn nếu người ta không nói gì thì chúng ta phải hiểu là làm trên tập số phức thực. Nếu không nói gì thì phải hiểu làm trên tập số thực. Còn khi làm trên tập số phức thì người ta sẽ nói là hãy làm việc nó trên tập số phức. Hoặc là trong tập số phức hãy làm cái điều này. Đấy, đó là trường hợp delta nhỏ hơn 0. Khi delta nhỏ hơn 0 thì nó có hai nghiệm là x1 bằng trừ b cộng với y căn trị tuyệt đối của delta. Các bạn thấy có dấu trị tuyệt đối đúng không? Chia cho 2a. X2 bằng trừ b trừ y căn bậc 2 trị tuyệt đối của delta chia cho 2a. Đây chính là lý do vì sao khi các bạn bấm máy tính các bạn vẫn ra được hai nghiệm và có chữ y, là lý do như vậy. Thầy lấy ví dụ. Hãy giải phương trình x bình phương trừ đi x cộng 2 bằng 0. Chúng ta tính delta này. Delta thì sẽ bằng, ở đây thầy viết chữ delta nó không được tốt lắm, các bạn sửa cho thầy. Nó giống chữ A của delta này. Delta sẽ bằng là âm 1 bình phương trừ đi 4 lần AC 2, 1. Vậy kết quả của nó sẽ bằng âm 7. Từ đây thầy suy ra là trị tuyệt đối của delta sẽ bằng 7. Áp dụng vào công thức trên thì chúng ta thấy nó sẽ có hai nghiệm là x1 bằng 1 trừ 7y chia 2. Và x2 sẽ bằng 1 cộng 7y chia 2. Nhưng chúng ta nên viết nó dưới dạng đại số, đó là 1 phần 2 trừ 7 phần 2 y. Và bên này sẽ là 1 phần 2 cộng 7 phần 2 y. Thì Bảy đây chứ thầy, là... Alo? căn bảy chứ ạ, Hả? căn bảy ạ. À đúng rồi, còn thiếu số căn nữa rồi, thầy cảm ơn. Căn 7. Rồi thầy cảm ơn nhé, căn 7. Ở đây chúng ta có định lý Thales, định lý VS. Định lý VS này nó vẫn còn đúng trên tập số phức các bạn nhé, vẫn còn đúng trên tập số phức. Đó là trên tập số phức xét phương trình AX bình phương cộng BX cộng C bằng 0. Khi đó phương trình này luôn có hai nghiệm x1
cộng x2 sẽ được tính bằng công thức là trừ b trên trên a, và x1 nhân x2 bằng c trên a. Trong quá trình mà chúng ta giải quyết 5 cái đề đầu tiên ấy, thì các bạn thấy thỉnh thoảng chúng ta vẫn sử dụng cái định lý VS này. Vậy cái định lý VS nó không chỉ đúng trong tập số thực mà nó còn đúng cả trong tập số phức các bạn nhé. Rồi trên đây thầy đã trình bày xong toàn bộ những nội dung cơ bản nhất liên quan đến số phức. Chúng ta có những cái nội dung như sau. Thứ nhất đó là xây dựng số phức dưới dạng đại số. Thực hiện phép so sánh hai số phức. Khi bằng nhau có nghĩa là phần thực bằng phần thực, phần ảo bằng phần ảo. Lưu ý là chúng ta không có phép so sánh thứ tự giữa hai số phức. Nên người ta bảo là số phức Z1 và Z2 thằng nào lớn hơn thì các bạn bảo là không so sánh được. Chúng ta biểu diễn một số phức dưới dạng đại số bởi một điểm trên mặt phẳng tọa độ. Mô đun của số phức, ý nghĩa hình học của nó chính là độ dài của đoạn OM, với M là biểu diễn hình học của số phức. Do đó sau này người ta hỏi là hãy tìm điều kiện để cái mô đun này lớn nhất hay mô đun này nhỏ nhất, thì có nghĩa là hãy tìm điều kiện để cái đoạn thẳng OM này lớn nhất hoặc đoạn OM này nhỏ nhất. Đấy là một ý nghĩa rất là quan trọng. Chúng ta thực hiện xây dựng cái số phức liên hợp, và ý nghĩa hình học của nó là hai cái điểm biểu diễn hai số phức liên hợp sẽ đối xứng nhau qua trục OX. Chúng ta xây dựng phép cộng, xây dựng phép trừ, có thể hiểu là cộng hay trừ số phức, tức là lấy phần thực cộng phần thực, phần ảo cộng phần ảo, hoặc thực hiện phép trừ tương ứng. Đối với phép nhân của số phức thì đây là định nghĩa về phép nhân hai số phức. Nhưng trong quá trình làm việc thì các bạn khai triển ra giống như làm việc với các đa thức ẩn x mà thôi. Một lưu ý là đây chính là lưu ý. Y thì các bạn giữ nguyên, y bình các bạn chuyển thành âm 1, y mũ 3 chuyển thành trừ y, và y mũ 4 lại quay về số 1. Với phân tích như vậy thì y mũ n sẽ bằng y mũ r. Với r là số dư trong phép chia của n cho 4. Vậy thầy sẽ viết thêm một cái dòng ở đây để các bạn có thể nhìn dễ hơn. Đó là r là phần dư, là phần dư khi lấy n chia 4. Ở đây là phép chia lấy dư các bạn nhé. Và cái thằng R này nó chỉ chạy từ 0 đến 3 thôi. 0 đến 3 thôi. Tiếp theo chúng ta xây dựng cái phép chia hai số phức. Thì có hai cách để các bạn chia hai số phức. Một là các bạn áp dụng theo công thức màu xanh mà thầy đánh dấu ở đây. Tức là muốn chia hai số phức thì chúng ta nhân liên hợp của mẫu số. Cái công thức màu vàng này giúp chúng ta tính nhanh hơn một chút, nhưng ở một khía cạnh nào đấy chúng ta tự nhiên phải nhớ thêm một công thức. Thầy cũng không hay dùng cái công thức màu vàng lắm. Thầy vẫn thích dùng công thức màu xanh hơn vì đỡ phải nhớ nhiều. Phương trình bậc 2 với hệ số thực. Ở đây chúng ta phải giải thích là hệ số thực, vì sẽ có một bài toán là phương trình bậc 2 với hệ số phức thì câu chuyện sẽ dài hơn rất là nhiều. Dài hơn rất là nhiều. Thì đây là công thức xây dựng nghiệm của phương trình bậc 2. Và chúng ta có đưa ra thêm một nhận xét là định lý VS vẫn còn đúng trong tập số phức. (Cười)